Xin chào mọi người, mình là Khánh. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến tất cả mọi người một cặp chóe lam men khư với họa tiết chữ phúc đức vẽ vàng kim rất là sang trọng và đẳng cấp. Ở đây là dòng sản phẩm sứ vẽ vàng được sản xuất thủ công tại Bát Tràng. Trước mắt các bạn đang là một mẫu sản phẩm chóe với chữ phúc đức ở trong cái viền đường tròn, và mẫu này thì cái chữ phúc và chữ đức thì được tô kín vàng kim đậm. Cái nền của sản phẩm là nền màu xanh lam đậm, và vẽ phụ điểm thêm bên ngoài của cái sản phẩm đó chính là hình ảnh hoa cúc, hoa mộc đơn. Các bạn có thể quan sát nhé, cả hoa sen nữa. Thì trên một cái sản phẩm này có cả hoa đào, thì trên một sản phẩm vẫn có đủ 4 loại hoa cho 4 mùa. 4 loại hoa cho 4 mùa, và cái chữ đức thì được kẻ vàng kim. Các bạn có thể nhìn thấy nhé, trong cái ô tròn đây là chữ phúc này. Ở cái ô tròn thì để trơ phần xương sứ ra rất là trắng, sau đó sẽ rất là nổi cái họa tiết chữ phúc và chữ đức lên. Ở bên ngoài là cái viền đường tròn viền vàng. Trên nắp cũng được vẽ hoa văn vàng kim rất là sang trọng và đẳng cấp. Và mình sẽ quay cái mặt sau của sản phẩm. Đây là mặt bên hông của sản phẩm, thì các bạn có thể nhìn thấy nhé. Mặt bên hông thì có hình ảnh hoa mẫu đơn này, hoa đào này. Cái nền của sản phẩm là màu xanh dương đậm. Nền của sản phẩm là xanh dương đậm với cái họa tiết là màu trắng. Màu trắng này là màu của cái xương sứ, cái màu này là màu của cái phần sứ chưa được vẽ họa tiết các bạn nhé. Sản phẩm đã được vẽ vàng rất là sáng bóng. Nếu như quan tâm đến sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại đang được đặt ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Toàn bộ cái họa tiết mà các bạn đang nhìn thấy đều được vẽ hoàn toàn thủ công bằng tay hai lần. Vẽ lần đầu tiên là tạo nên họa tiết, và lần thứ hai là vẽ vàng lên. Và đây là cái mặt sau của sản phẩm, thì mình gọi đây là mặt sau của sản phẩm. Ở mặt sau thì có hình ảnh là hoa sen, một khóm hoa sen với cái màu là màu trắng đã được vẽ vàng trên nền màu xanh. Cái phần nắp của sản phẩm thì cũng được vẽ 4 loại hoa ở trên 4 góc của 4 nắp. Các bạn có thể quan sát thấy hoa sen được vẽ rất là mềm mại, các nét vẽ nhé, rất là tinh tế, và được vẽ đậm cái vàng kim ở trên cái cánh hoa. Chúng ta có thể quan sát một lần nữa nhé. Nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại đang được đặt ở bên trên video. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này.